chuẩn bị phòng dịch khử trùng để mời các nhân viên thân yêu của mình và những quý khách thân yêu của mình trở về với vị trí như thế nào nhé. Ôi, let's go. Hôm nay Barbershop Chủ Trí đã khử trùng tất cả các chi nhánh, đã bảo đảm an toàn cho tất cả các khách hàng và đón các nhân viên trở lại để phục vụ những khách hàng yêu quý của mình trong một thời gian nghỉ dài. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và tất cả hãy chung tay cùng Vũ Trí đẩy lùi Covid nha các bạn. Xin chào.